Hello anh em, chào anh em đã trở lại với channel của mình, channel của Thạch Chính My. Rất vui mình được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại One Piece Fighting Pass nha anh em. Và hôm nay thì nói chung thì như anh em đã biết, hôm qua thì nó có một cái sự kiện. Hôm qua thì nó đã ra mắt một số cái sự kiện, trong đó có sự kiện Luxy Ngầu, rồi sự kiện quay thuyền. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại sự kiện quay thuyền đây anh em. Thì cái quay thuyền này thì trong đây thì nó sẽ quay cho anh em chọn ba thuyền. Nói chung trong shop nó có bán ba thuyền. Thuyền của Kuyan, đó là chiếc xe đạp của Kuyan, rồi thuyền của Law, rồi thuyền của Kid nha anh em. Thuyền mới nhất đây là thuyền của Kid, nhìn cũng rất là ngầu luôn, y chang khủng long luôn nha anh em. Thế nhưng mà lát mình quay ra là anh em sẽ thấy rõ hình dạng luôn nha. Thì cái sự kiện này thì bắt buộc là phải tiêu bằng trái kim cương, chứ nó không giống như thuyền Brook nữa, không giống như thuyền Brook là quay bằng trái vàng nha anh em. Trái vàng thì nó thiệt là lâu lâu hiếm lắm, chắc là được chắc là vài năm nó mới ra được lần chúng ta chơi quá. Hiện tại thì game đã ra hơn một năm rồi nó mới ra một lần, không biết là một năm sau thì nó có ra nữa hay không. Nhưng mà một chiếc thuyền S thì nếu mà chúng ta tính ra bằng tiền mặt nạp vào để quay, thực sự là nó trị giá từ 4 đến 5 triệu, từ 4 đến 5 triệu tiền 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 Việt Nam đồng nó mới được một chiếc thuyền S nha anh em. Nó rất là có giá trị luôn, cho nên là game không có dạy gì mà ra bằng cái trái vàng cho anh em free mãi được, lâu lâu hiếm lắm nó mới ra được một lần thôi. Như sự kiện này là đều bà quay bằng trái kim cương hết nha, và như anh em thấy là chúng ta có một cái vòng quay rồi. Và như thường lệ thì chúc anh em một ngày vui vẻ, xem clip nhớ like subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Trước khi đến với vòng quay thì mình cũng muốn nhắc lại một số điều cơ bản, đó là anh em nào còn gặp phải vấn đề đăng ký chứng minh nhân dân chưa vào được game, nói chung là bị lỗi cái gì đó về game không vào được game, thì anh em có thể liên hệ Facebook mình để mình trợ giúp. Link Facebook mình để dưới phần mô tả nha. Và ngoài ra anh em có thể là mua acc bán acc Android thì anh em thể cũng có thể liên hệ Facebook mình nha. Mình là bên bán acc và mua acc bên Android luôn, chứ iOS thì mình không 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 liên quan nha. Cho nên là những bạn nào mà quan tâm về mua acc bán acc bên Android thì anh em thể liên hệ Facebook mình. Rồi ok. Thì hiện tại như em thấy là chúng ta có một cái vòng quay, và như em thấy là từ anh em để mình tắt cái này ra đây. Như em thấy là chúng ta có một số phần quà 1 2 3 4 5 6 7 8, tổng cộng là chúng ta có 8 phần quà, tức có nghĩa là chúng ta cần phải quay 8 lần, tại vì game này nó chơi đẻo lắm anh em, nó mặc định cho chúng ta như kiểu là phải bắt buộc quay hết những cái phần quà vớ vẩn này, thì cái phần quà cuối nó mới ra cái vé này. Một cái vé này là đổi được một cái thuyền, cho nên là đâu có đơn giản mà quay một cái ra liền anh em. Đấy, nó bắt chúng ta phải quay hết luôn, và mỗi lần quay những lần sau thì giá trị tiền nó sẽ tăng lên, cho nên rất là chua cay luôn. Thì để anh em biết hơn, chi tiết hơn thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem, cho anh em xem cái vòng quay này nó như thế nào nha. Rồi, phần quà thì chúng ta có thể thấy là có vàng, ngôi sao cam, rồi mấy cái hộp linh tinh. Ngoài ra có bình cam nữa, 20 bình cam. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem nha. Đây là lần quay đầu tiên. Thì lần quay này hình như là tốn 60 trái thì phải, mình không nhớ rõ là tốn bao nhiêu nhưng mà chắc là 60 trái. Và như em thấy là lần đầu tiên chúng ta được thẻ cá voi, sau khi anh em đã nhận được phần quà của ô đó rồi thì nó sẽ bị khóa lại như thế này, nó sẽ không cho ra nữa. Đấy, đó là cũng là một cái lợi. Chứ nếu mà nó cứ hiện hoài là chắc chết luôn á. Đây là lần quay thứ hai. Như anh em thấy thì bắt đầu từ lần quay thứ hai nó đã tăng lên. Vậy là lần đầu là 150 hả ta? Mình cũng chả biết là nhiêu, chắc là 60 hay gì đó. Nhưng mà như anh em thấy là bắt đầu từ lần hai nè, đây là lần hai, và như em thấy là chúng ta tốn đến tận 300 trái kim cương. 300 trái kim cương này trị giá đơn giản thôi, tại vì một lượt quay vậy là như em thấy 300 này là tương đương với 120 ngàn rồi. Nếu mà không, nếu mà chưa nạp lần nào thì nó có thể nhân đôi, thì cái này có thể quy về 60 ngàn. Nhưng mà nếu mà đã nạp rồi, đã nạp một lần qua một lần rồi thì bắt đầu từ lần hai nó sẽ không có nhân đôi nữa. Thành ra 300 trái kim cương này nó sẽ trị giá là 120k nha anh em. 120k tiền thiệt cho một lần quay, và chúng ta quay tiếp. Và 120k thì quay xong thì cũng được như thế này thôi. Đây, đó là được 100 ngôi sao cam. Đây là lần bắt đầu từ lần thứ ba. Đây lần thứ ba nhưng nó lại nhân lên nữa, tức là bây giờ tới tận 600 trái. Và 600 trái này thì anh em cứ nhân lên thôi, là chúng ta lại cộng thêm là 240.000. 240.000 tiền thiệt đó nha anh em. Tiếp tục nào. À, cái này là đã hết tiền rồi cho nên là phải nạp vô. Và hiện tại thì để sẽ nạp móc cuối luôn, móc 6.000 à, móc 648 tệ nha anh em. Móc này thì nạp qua Momo trị giá là 2.199.000, tức là cho là 2 triệu 2 đi. Thì nếu mà tính theo tiền thì để mình tính coi, 648 đúng không? 648 nhân cho 4 coi, 4832 nè, nhớ 3 nè, 44 16 17 18 19 nè, nhớ 1 46 24 25 vãi nồi. Tức là nạp theo lẽ bình thường á là tới tận 2 triệu 5, hơn 2 triệu 5, gần 2 triệu 6 đúng không ta? Gần 2 triệu 6, nhưng mà nạp qua Momo bên iOS này thì giá chỉ còn 2 triệu 2 thôi, tiết kiệm cũng được vài trăm ngàn cũng ngon nhờ anh em. Nhưng mà cái này là bên iOS thôi nha anh em, còn bên Android của chúng ta thì bắt buộc là phải nạp trung gian hoặc là nạp theo cái đơn vị tiền tệ rồi, cho nên là tính ra nạp về thì
khá là kinh, khá là được lãi đó anh em. Nói chung là nạp bên Momo US, nạp bên Momo này lãi được tới tận 200-300 ngàn ấy, ngon nhờ. Rồi ok, ra thêm tiếp nào. Nói chung là nạp cái gói này để thêm tiền cho anh em thì lần nạp đầu tiên đã xong Momo. đấy, thanh toán tiền thành công và chúng ta coi như là một cú click đã bay đi hai củ hai, tức là hơn hai củ. Rồi quay tiếp nào. Cái lần quay này thì tốn 600, thì lần sau nó sẽ nhân lên nữa, thì để mình xem thử coi lần sau là nó lên bao nhiêu nha. Cái này thì tiếp tục vẫn sẽ quay được vàng đồ cùi bắp thôi. Rồi, bây giờ thì nó lên 900, có nghĩa là nó cũng không có gọi là nhân đôi mà từ 600 nó lên 900. Có nghĩa là chúng ta chỉ thêm 300 trái. Có nghĩa là thêm 300 trái thì thêm 120k. Thì như em thấy là từ lần đầu là 120k bỏ qua lần đầu tiên luôn, tại vì lần đầu tiên có hình như chắc là 60 trái thì cũng không đáng giá, cho nên là 120 cộng với 120 120k cộng thêm 120k này nữa là 240. 240 cộng thêm 240 là 480 và khoảng 500k rồi nha anh em. Coi như là cái vòng quay này hiện tại đã tiêu khoảng 5 xị rồi. Ok, tiếp tục. Rồi. Ủa khoan, đâu phải. Đâu phải anh em. Khoan 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 khoan. Sorry anh em, mình hình như là hình như mình tính nhầm. Đầu tiên là 300, sau đó là 600, sau đó là 900. Như vậy là cái này là 120, cái này là 240. Ủa cái này là 240 cộng thêm 120 nữa chứ đúng không? Đúng rồi, vậy là mình tính nhầm rồi. 240 cộng thêm 120 nữa là nhiêu? À, 360, 360 nữa nha anh em. Vậy là tổng cộng là đã tiêu không nè. 4 5 6 là 2 nhớ 1 3 4 5 6 3 4 5 6 7. 720 ngàn rồi nha, chứ không phải là 5 xị nữa nha anh em, hơn 700 ngàn rồi. Ok, tiếp tục. Ôi, lần quay này tốn bao nhiêu để mình tính luôn. À, lần này tiêu 1.400 anh em ơi, 1.400 trái, có nghĩa là 1.400 trái thì 3 3 nhân 4 là 12, 3 5 15, 3 5 15. Vãi nồi. Thật cũng vậy. 300 trái là 120, cái này phải lấy 120 nhân cho 5 nè. 120 nhân cho 5 nha anh em. Có nghĩa là nó như 5 5 0 0 5 2 10 nhân 1 thêm này thêm 6 xị nữa thôi. Một lần quay là tốn bay 6 xị nữa, cộng thêm hơn 7 xị kia là đã 1.3 triệu rồi nha anh em, 1.3 triệu, 1.4 triệu rồi đó. Rồi, tiếp tục nào. Cái này là tốn K4 và tiếp tục thì chắc chắn là vẫn sẽ nhận được một trong ba phần quà cùi này thôi. Đấy. Tiếp tục lần này là 2.000 nha anh em. Lần này là 2.000. 2.000 là nhiêu? 3 nhân 7 21, vậy là nhân tiếp cho 7. À, 120 nhân cho 7 thì 700 724 nhân 1 840 nữa, như vậy là lại là 1 triệu 3, tầm 1 triệu 3, triệu 4 nhân cho triệu 3 đi. 1 triệu 3 cộng thêm 8 là 2 triệu 1, 2 triệu 2 rồi. Ôi trời ơi. Quá khủng khiếp anh em ơi. Nói chung là hơn 2 củ. Rồi lần quay cuối cùng. Lần này cũng sẽ tiếp tục là vẫn sẽ tốn có 2.000 thôi nha anh em. Tức là 2.000 thì nó sẽ rơi vào tầm là 120 nhân cho 3 nhân 7 như 7 thì tiếp tục là cái này là 0 14 với 1 là 804 tiếp, có nghĩa là cái kia là 2 củ 2, cái này là thêm 8 xị nữa là tầm khoảng tầm 3 củ rồi nha. 3 củ. Đấy. Thì như mình nói trung bình một cái tiền S nó mà tính ra chỉ giá nạp là từ 4 triệu đến 5 triệu, cho nên vẫn sẽ còn một lần quay cuối cùng nữa. Đây, cái này nạp tiếp nè anh em, thấy không? Một cú click bay 2 củ, 2 củ 2 nhưng mà nãy vừa mới nạp xong bây giờ phải nạp nữa tại vì không đủ trái kim cương để quay. Rồi, tiếp tục là bay thêm 2 củ nữa. Rồi, này đoạn nạp này bỏ qua đi. Rồi vô quay tiếp nha anh em. Cái này thì tốn 2.000. Ý, số 2.800. Ủa này thấy có 2.000 giờ bay lên 2.800 à. Cái này cuối cùng là 3.800 nữa thì đem cứ chia 3.800 ra đi. Đây. Tới cái mốc cuối cùng 3.800 mới được cái vé để đổi thuyền nè, thì 3.800 thì bao nhiêu? 3 hơn 10, 3 nhân 2 6. Vậy là tính nhân cho 12 đúng không? 120 nhân cho 12 là đúng. Vậy là nhân cho 10 là cái này lên được lên 1.200 là 1.200 nè đúng không? Cái kia thêm để tẻ nó, nói chung là đó. Dao động là từ 4 triệu đến 5 triệu đấy. À, sau khi đã quay được cái vé này rồi thì chúng ta sẽ vào shop đây. Như em thấy thì thuyền này thì trong đây thì có 3 thuyền, một thuyền của Jan, một thuyền của Lo và một thuyền của Kit ve chai. Thì cái ạc này đã có hai thuyền này rồi cho nên chỗ này nó không cho đổi nữa. Rồi sau đó thì chỉ còn một chuyến thuyền này mới ra là có thôi, cho nên là đổi thuyền của Kit nha anh em. Đây. Thuyền của Kit bao đẹp nha anh em. Bao gọi là hung hăng luôn. Đó. Này chưa rõ, để vô kia mới thấy rõ. Nhận thư nè. Rồi, một số quà linh tinh. Đây 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 thuyền của Kit. Thì mình sẽ review sơ hình dạng của thuyền Kit cho em xem coi thử nó như thế nào. Đầu tiên là về mặt thuyền thì lá cờ thì rất là chuẩn chỉnh là hình của Kit rồi, có hai cái kính kính gọi là kính mát. Rồi có cái tóc xù xù đỏ đỏ là của Kit nè, hai bên thì cũng có xù xù. Rồi phía trước thì như em thấy là có một cái đầu của đầu này gọi là đầu con gì ta? Tính ra là mình định lúc đầu mình nhìn mình nghĩ là đầu khủng long anh em ơi, nhưng mà sau khi mình nhìn kỹ lại thì nhân thấy là có những cái xương xương ở đây, những cái xương vây lưng, thì có vẻ như đây là một cái
bộ xương của con cá hay sao á, con cá gọi là một con gì ngoài biển, gọi là cái con gì ta, vua biển hả ta, một con vua biển hả? À không, cái này không không biết là có tới vua biển không, tại vì cái đầu này chắc là cũng nhỏ. Đấy là một con cá khổng lồ, đã là một con cá khổng lồ và đã đem lắp vô thuyền của Kit nha anh em, quá xịn sò luôn. Ở sau thì vẫn có phòng đồ ngủ đồ thôi, nói chung là vẫn bình thường. Đấy, đặc trưng của thuyền Kit là vậy. Bây giờ thì vô thuyền nhận bộ sưu tập, tại vì khi chúng ta có một chiếc thuyền thì chúng ta sẽ nhận được thêm 50 trái, kèm theo đó là lực chiến cộng thêm. Cái này cộng thêm 71 ca lực và đồng đội chúng ta cũng được thừa hưởng ké một ít lực nha. Đấy. Rồi, tiếp theo là vô bên thuyền với lại ra ngoài đây để chạy cho anh em xem, cho anh em xem thử thuyền này, thuyền của Kit nó đi ngoài biển như thế nào nha. Đây. Đấy. Ui, từ từ từ. Hình ở trong này thì nhìn cũng khá là đẹp. Đây, như anh em thấy, ui. Chưa kịp xem nữa. Đây, hình ở trong thì nói chung là con cá này có hai mắt hay sao á, ở trước là cái mũi này, rồi sau là hai con mắt luôn, ảo thiệt. Đấy, nhìn đây là góc gọi là góc ngang nhìn cũng khá là ngầu. Đấy, thuyền thì nói chung là lấy để tăng sức mạnh thôi, hình dạng ngắm cho vui thôi. Bây giờ sẽ mang ra nha anh em, sẽ mang đi ngoài biển cho anh em xem hình dạng khi mà chạy ngoài biển như thế nào đó. Chù choa cũng được quá nhờ anh em, cũng khá là to đấy. Rồi, tiếp theo là công đoạn gọi là nâng tàu, thì nói chung cái đoạn này chắc là bỏ qua, tại vì chúng ta sử dụng gỗ và vàng để nâng thôi, cho nên là mình sẽ bỏ qua cái đoạn này. Sau khi đã full rồi thì lực chiến sẽ gia tăng thôi. Rồi, ok. Sau đó thì chúng ta xem lực chiến tổng của tem như thế nào sau khi đã nâng full nha. Đây, đây là lực chiến tổng của tem khi mà đã nâng xong thuyền, thì để xem lực chiến đã lên được top bao nhiêu rồi nha. Như vậy là Luffy, nhưng em thấy là lực chiến tổng đã 239k, gần gọi là ba gần 240k. Đấy, đây là lực chiến con cao nhất đội hình nha anh em. 239k chính, nói chung là làm tròn là 240k đấy. Rồi, Senji thì 239 luôn. Nói chung là đa số đều 239. Bắt đầu từ con thứ ba là 236, nói chung là cũng na ná gần gần 240k, lực chiến quá khủng khiếp anh em ơi. Đấy, một cái dàn tướng 230k, 240k, ghê chưa? Rồi, đó là cái quá trình quay thuyền của Kit ve chai. Đấy. Thì nói chung thì anh em nào có điều kiện thì nạp lấy thuyền thôi, tại vì thuyền thì chắc chắn là không có lợi cái này thì sẽ lợi cái khác. Không có cái chỗ nào là không có lợi cả, cho nên là chắc chắn là có lợi rồi, tăng lực chiến đồ các kiểu rất là ghê. Nói chung là tính cho anh em đó là một chiếc thuyền S thì anh em cần phải nạp từ 4 triệu đến 5 triệu trong cái khoản đó, còn thuyền SS cao cấp hơn thì nó sẽ càng tốn nhiều nữa, chắc sẽ tầm 8 đến 9 triệu đấy, rất là nhiều luôn. Cho nên là anh em đừng có đùa với những cái con ạc mà có những cái con thuyền nạp như vậy nha. Nhìn vô thì một chiếc thuyền S con ạc có chiếc thuyền S ngon xịn sò thôi, chứ thật ra tốn rất là nhiều tiền để có được nó đấy anh em, không có đơn giản đâu. Đây, thì đó là toàn bộ quá trình quay vòng quay của Kit ve chai, thuyền Kit ve chai nha anh em. Đây. Cuối clip thì bây giờ mình sẽ vào acc của mình để mình làm một vài thao tác, tại vì hôm nay là một ngày kỷ niệm để mình lên cấp 110 nha anh em. Và khi lên cấp 110 thì cũng sẽ có nhiều thứ rất là hay ho, cho nên mình sẽ qua con nick của mình nha. Ok. Ok, mình đã trở lại và hiện tại thì như mình nói thì hôm nay mình sẽ lên cấp 110 nha anh em. Hiện tại là 109 và ống kinh nghiệm đã full rồi, như anh em thấy ở đây. Thì khi mà anh em lên 110 á, 110 á thì nó sẽ có một số cái chỗ đánh nó cho chúng ta mở khóa nha. Thì mình sẽ vô cho anh em xem. Kiểu như là đây sách kinh nghiệm này, thì tự nhiên em thấy là đang khóa một chỗ, chỗ này là chỗ cuối. Lực yêu cầu là 50.000, thì cái này muốn mở khóa thì anh em cần đạt cấp 110 là cái thứ nhất. Và chỗ này thì anh em đánh thì sách nó sẽ nhiều hơn, mình nghĩ là như vậy. Sách nó sẽ nhiều hơn. Bên chỗ thẻ cá voi thì chắc là cũng sẽ có. À không, cái này thì không có này. Thẻ cá voi chắc có ấy. Ồ, không có luôn. Như vậy là để mình vô chỗ đá coi. À đá có nè anh em. Hình như là một đá cấp mới, đá này là đá cấp 10 nha anh em. Như vậy là chúng ta cần đạt 110 là sẽ mở khóa được mà hai cái chỗ này. Rồi, mình sẽ vô chỗ nâng cấp tướng thử coi là khi chúng ta đạt 110 thì có được nâng thêm nhánh không. À như vậy là chỗ này, đây chỗ này là chúng ta thấy là ui, cái này đá cấp mười mấy đây vãi nồi vậy, cấp 12 hả? Ồ, thôi bây giờ mình thử lên 110 để ha, coi thử coi có gì hot hay không đã. À, nhận một số cái kinh nghiệm đây là lên cấp này anh em. Ui thiếu một chút nữa anh em ơi. Cái ống kinh nghiệm mặc dù nhìn có xíu xỉu xiu xiu thôi nhưng mà nhập cần rất là nhiều ấy. Đấy. Quét cái này luôn 5 lần chắc lên luôn. Rồi lên luôn rồi. Yeah, 110 anh em ơi. Cày cuốc cực khổ lắm mới lên được 110. Và hiện tại thì level giới hạn thì nó vẫn còn nữa nha. Chúng ta vẫn có thể cày tiếp lên level 100 Ủa. Cái này nó có cho tiếp không vậy ta? Được. Kinh nghiệm là 8.000 á, để mình quét thử một phát coi. Có nhận kinh nghiệm nó có lên được không?
Nếu mà còn nữa, hình như là level 120 lận mà. Đúng rồi. Đấy, kinh nghiệm vẫn còn 160 nè. Có nghĩa là level giới hạn thì là tới tận level 120 lận, cho nên là chúng ta vẫn có thể cày thêm được 10 level nữa nha. Rồi, ok. Bây giờ lên 110 rồi thì để mình nâng mấy cái nhánh thử coi. Đầu tiên là mi thôi, mình nâng cho con trâu đen đi. Cái này thì cần 108. Ui, cái này thiếu rất nhiều. 110 chắc là nâng được thêm nhánh với lại cộng thêm mấy cái level đi nãy mình vừa nói là chúng ta sẽ đi được thêm hai cái đấy thì sách chắc sẽ nhiều hơn. Thì mình coi thử coi. Cái này vẫn vẫn là sách này nhưng mà không biết là có được thêm nhiều không ta. Tại vì mình quét bên đây thì chắc là sẽ ít hơn. Cái này tổng cộng là có 4 sách. Cái này cũng 4 sách. Thì không biết số lượng như thế nào để mình quét thử cái này coi thử coi. Vậy là nên quét một lần ở đây là được một sách cam, 5 sách tím. Thì bỏ qua cái sách lam với sách lục này đi ha, là có một sách cam và 5 sách tím. Bây giờ mình thử đánh cái kia coi thử coi quét có được nhiều hơn không nha. Một cam và 5 tím. Bây giờ mình sẽ đi cái này. Chọn vô râu đen luôn nha anh em. Râu đen quá khủng khiếp. Hôm qua mình có test cho anh em xem đi cái đảo thì anh em đã thấy được thằng râu đen mạnh nó cỡ nào rồi. Nó chỉ mới có 3 sao và thẻ 4 năm mình chưa nâng nữa mà sức mạnh nó còn hơn cả con Kuyan của mình đã nâng lên 4 sao và thẻ full. Quá khủng khiếp luôn anh em ơi. Đấy, cho nên là mấy con tướng mình có cảm giác bây giờ mình mới nhận ra được một điều là mấy con tướng mới bây giờ nó mạnh vãi đái. Quá phê. Bọn kia đâu rồi để mình hút nó vô. Mày hỗn hả? Quên len anh em. Rồi để coi thử ra được bao nhiêu sách cam với sách tím nha anh em. Mình nghĩ số lượng sẽ tăng thêm chứ. Mình nghĩ chắc là sẽ được tăng thêm tại vì đã level hơn là phải được tăng thêm chứ. Ui vai nồi. Một sách cam và 6 sách tím. Khai định mà thêm được đúng một cái sách tím và cái này là 90 thì như là hơn được một cái sách này. Trời ơi là trời. Thôi 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 thôi, thôi dẹp dẹp dẹp. Cứ tưởng hơn nhiều lắm mà về hơn đúng một cái sách tím. À, game chôn thiệt anh em ơi. Game cho thảm thiệt chứ. Thà nó lên 5 sách cam đi được ngon lành cành đào rồi. Trời ơi. Đây là mình quét lại thử này coi. Rồi vẫn vậy anh em ơi, cái số lượng này là số lượng mặc định rồi nha. Như vậy là nó vẫn vậy thôi. Rồi, ok. Thì vậy thì nói chung là vẫn vậy thôi. Và sau khi lên 110 thì chúng ta có thêm một cái chỗ rất là hay nữa thì để mình chia sẻ cho anh em nha. Trong bộ sưu tập tướng chỗ này nè. Đây, chỗ này thì mình cũng đã chỉ cho anh em một vài lần để chúng ta lấy thêm trái. Thì khi mà chúng ta lên được 110 á, thì chúng ta mới nâng được level tướng lên 110. Thì ở đây như anh em thấy là ở level nó sẽ có một cái bên đây. Đây. Thì bây giờ chúng ta nâng được một cái con tướng qua đây thì theo thứ tự là tướng vàng, tướng SS, tướng S nha anh em. Thì khi chúng ta nâng lên 110 á, tướng SS chúng ta sẽ cộng được thêm 5.500 điểm. Còn tướng S thì cộng thêm 3.500 điểm. Thì tất cả những cái điểm chỗ này nó đều liên quan tới cái chỗ ở đây. Đấy, cho nên anh em sẽ tăng những cái đó. Tại vì level càng cao thì điểm nó sẽ cộng càng nhiều. Ví dụ như cái kia cộng được 5.500. Thì bây giờ là đang 903.000 cộng thêm 5.500 nữa chúng ta sẽ lên được 908 ngàn mấy đó, 908. Mà 908 thì thật sự cũng chưa xi nhê lắm tại vì cái móc tiếp theo chúng ta cần 913. Cho nên là chúng ta phải nâng thêm nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho anh em xem nha. Cái số này đang 903.000 thì bây giờ mình nâng một cái con tướng mình lên 110 nè. 903 là nó sẽ lên 908 đó. Thì mình nâng con Kuyan nha. Nâng Kuyan thử lên 110 nè. Đang đang 109 nha, bây giờ mình nâng lên 110 nè. Đó. Bây giờ mình vô chỗ điểm đó lại nè. Là như em thấy là nó lên 908 ngàn thấy không? Đấy nó cộng thêm 5 ngàn. Đấy bây giờ ví dụ mình nâng thêm một con nữa thì lại cộng được thêm 5 ngàn rưỡi nữa là nó sẽ lên 913 ngàn. Ui tính ra là vừa đủ để nâng này luôn đúng không? Rồi giờ đây mình lên luôn. Mình lên luôn cho anh em xem mình nói nó dễ hiểu. Ở đây thì có con Mihawk là gần nhất cho nên là mình nâng con Mihawk nha. Tại vì nâng mấy cái này level kinh nghiệm nó trâu lắm. Rồi con Mihawk mình đã lên 110, lực chiến là 157k6. Quá ghê. Thì bây giờ mình vô một số tập ảnh thì như em thấy là nó đã lên 913.000, thậm chí là 914 luôn tại vì cái số dư nữa. Đó. Mình móc tiếp theo là 937.000 nè, nó càng nhiều điểm hơn. Cho nên là chúng ta cần phải nâng nhiều thứ lắm. Rồi, đó là một cái chỗ để cách để nhận trái. Đó, thấy chưa? Lực chiến cộng tặng thêm nữa. Vậy là nãy là Mihawk 157k mấy, bây giờ chắc là 157k6 lên 157k8 luôn em thấy không? Đấy rất là có lợi luôn. Nó vừa được thêm trái mà vừa được thêm lực chiến hưởng ké của đồng đội nữa, rất là ngon. Rồi, ngoài ra thì như em thấy là chỗ đó thì nó có tới 3 chỗ lận. Thì chỗ thứ nhất là chỗ này mình nói là anh em nâng level thì nó sẽ có những cái mốc là 10, 20, 30, 40, 50, 60 đến 110, 120.
Còn trang thứ hai là anh em sẽ tăng sao. À không, tăng này là vòng skill nha. Vòng skill lên vòng 1, vòng 2, vòng 3 cho đến vòng số bao nhiêu đó ở phía sau này. Vòng số 11. Rồi, còn trang đầu tiên nữa là anh em sẽ nâng về cái chỗ là sao. Tức là khi lên 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao thì nó cũng sẽ cộng được điểm. Tuy nhiên thì điểm cũng khá là ít nha. Điểm mình thấy điểm nhiều nhất là chỉ có level thôi, cho nên chúng ta phải tích tiểu thành đại. Tích từ những số nhỏ thì cho nó cộng dồn là thật là nhiều nha. Đấy, tại vì chỗ này thì nó có trái rất là ngon. Ngoài ra những cái chỗ khác thì cũng tương tự thôi. Anh em nhấp vào những cái dấu chấm hỏi này để anh em hiểu hơn về cái điểm mà nó cần thiết. Đấy, hiện tại thì thiếu rất là nhiều thuyền. Và điểm này thì thêm một chiếc thuyền hình như là được thêm 200 điểm. Đó, kiểu vậy. Rồi, ok. Chỉ đơn giản thôi. Nội dung clip hôm nay chỉ đơn giản thôi. Mình cho anh em xem vòng quay của thuyền Kit, một chiếc thuyền S tiêu từ 4 triệu đến 5 triệu. Đấy. Với lại hôm nay lên 110. Rồi, ok. Đó là những cái thứ mà mình muốn quay cho anh em xem. Rồi, có gì thì chúng ta sẽ gặp lại một clip sau tiếp. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để cái kênh ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhấn like, subscribe. Kèm theo đó thì những bạn nào còn gặp phải vấn đề đăng nhập, đăng ký, chứng minh nhân dân chưa vào được game thì em có thể liên hệ Facebook mình. Mua hoặc bán hạt Android cũng có thể liên hệ Facebook mình nha. Link Facebook mình để phần mô tả rồi. Anh em chỉ việc chat với mình là ok thôi. Rồi, bye bye anh em.